1001 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay các bạn hãy cùng với chị xem lại tất cả những cái sticker mà chị chơi xong rồi mỗi tấm nó còn dư một chút xíu. Gom lại nè, quá trời nhiều luôn á, phải chi mà có bạn nào ở đây gần á chị sẽ cho hết luôn. Nhưng mà rất tiếc không có bạn nào ở gần hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sắp xếp lại để tạo tủ đồ sticker nha, cho tất cả những nàng công chúa và những vua hầu. Ai cần thì sẽ đến đây để lấy. Đó, các bạn xem nè, đó, những cái sticker còn nguyên luôn, rất là đẹp luôn. Trời ơi, có cả nàng tiên nhỏ rồi nữa nè. Đó, bây giờ thì không biết là sắp xếp từ đâu luôn đó các bạn. Có cả sticker lụa luôn nha. Đây, và chị nghĩ rằng thì chị sẽ phân ra theo là váy theo váy, rồi thức ăn theo thức ăn. Đó, giống tương tự như thế này nè, đã một lần chị đã xếp nó lại rồi đó. Nhưng mà bây giờ hả, nó lại quá sức nhiều luôn. Đây, càng ngày nó càng nhiều lên các bạn ơi. Làm sao đây ta, làm sao có thể tặng cho các bạn đây những cái váy áo nè, đó, quá trời xinh luôn. Nhiều ơi là nhiều luôn nha. Đây, đẹp ha, rất là đẹp luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thôi nha. Đây, có cả những cái sticker mới luôn nè, thấy không? Đó, những cái sticker mới với nhiều váy áo đẹp lắm luôn á, mà chị cũng không thể nào mà dán hết được, cho nên là bây giờ phải sắp xếp lại nè. Chứ bỏ thì quá uổng, chị sẽ sắp xếp lại, rồi bữa nào mà có gặp bạn nào thích á thì chị sẽ tặng. Đó, các bạn nhớ bấm like và đăng ký thành viên kênh nha, biết đâu chị sẽ tổ chức mini game để tặng những cái sticker này đó. Đây, đó, trời ơi, coi nè, đẹp hết sảy luôn nha, thấy không? Quá đẹp luôn á, như vầy luôn nè, mà chưa dán hết nè. Nhiều ơi là nhiều luôn nha. Rồi ở phía dưới thì lại có rất là nhiều cái tranh tô màu. Đó, nhiều cái tranh tô màu, voi, khỉ, rồi búp bê, rồi những cái sticker này nữa. Thôi bây giờ chúng ta bắt tay vào. Và hôm nay thì chị sẽ dán nó trong cái cuốn sổ sticker màu đen này nha. Đó, cuốn này hồi đó chị đã làm một cái câu chuyện về bắn pháo hoa đó các bạn. Còn có đá nữa nè, chưa dán nữa nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lật qua như thế này. Và chị sẽ để nó như thế này luôn nha. Mình dán trên sổ trắng viết nó thường quá rồi, bữa nay mình dán trên sổ đen luôn nha các bạn. Đó, giấy nó cũng rất là đẹp luôn á. Mua ở shop FTP nè các bạn. Và để vẽ trên sổ đen thì chúng ta phải dùng bút nhũ nha. Bút nhũ nè, bộ này 70.000, 24 màu. Chị rớt ở đâu đất mấy cây à. Đây, đầu tiên thì chị sẽ vẽ một trái táo nha các bạn. Đó, đây là một cái tủ treo đồ của công chúa hình quả táo. Ok, như thế này nè, xong rồi mình sẽ đô tô cho nó đặn lên. Ở trên thì dĩ nhiên là phải có cái lá rồi đúng không các bạn? Đây là phần cuốn lá nè. Đó, ban đêm nha, giống như là cái tủ đồ ban đêm vậy đó. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ treo những bộ váy đẹp này lên nha. Rồi ơi, váy ánh trăng nè. Rồi ơi, lại còn có váy thức ăn bánh hamburger nè. Rồi là váy trái tim nữa nè. Trời ơi, quá trời váy đẹp luôn, hết sảy luôn, lấp lánh. Chị sẽ dán vào đây. Đó, tủ đồ hình quả táo. Sau đó mình cũng sẽ vẽ vách ngăn và những cái móc nha. Và tiếp theo thì mình sẽ chọn những chiếc váy nè. Đó, trời, có cái đồng hồ quả lắc nữa nè nha. Những chiếc váy ngắn rồi các bạn. Đó, váy hình bông hoa tầng đen. Rồi mình sẽ chọn thêm váy nào nữa ta. Wow, cái váy tím này đơn giản mà cũng xinh quá. Rồi, dán vô. Trời, giờ mới để ý cái váy này nó còn có cái nơ gì ở phía sau nè. Lạ ghê. Và tiếp theo thì còn rất là nhiều sticker, cho nên chị chỉ vẽ những cái lằn ngang như thế này thôi bạn ơi, để làm tủ đồ bạn ơi. Không thể nào mà vẽ hết nổi bạn ơi. Vẽ như thế này tôi đặt nha. Rồi, vẽ luôn những cái móc hình tam giác rồi đó. Và chúng ta sẽ dán những cái sticker dẻo này lên nha. Đó, trời ơi, sticker dẻo mà còn dư luôn các bạn. Đã lắm luôn, chị rất thích cái sticker dẻo này, cái dẻo quẹo quẹo à. Đây ha các bạn, sẽ treo lên móc nè. Váy ngắn thì mình sẽ treo ở bên cái chỗ này nó ngắn thôi. Rồi có cánh bướm luôn nè, thấy không? Đây còn rất là nhiều nữa nha. Chị sẽ dán lên. Và chắc là chị sẽ bấm nhanh qua để cho các bạn đỡ mất công chờ cái đoạn mà chị sắp này ha. Và từ nãy giờ chị bấm dừng á, nhưng mà thật ra chị dùng đến 2 tiếng đồng hồ để chị ngồi chị xếp nha. Bây giờ các em cùng xem với chị ha. Tờ này là tờ bìa rồi. Đây, tờ này là hồi nãy là chị đã dán lúc mà cho các em thấy ha, hình quả táo nè. Đó, trang tiếp theo. Wow, đây ha, làm theo hình xéo nè các bạn, màu xanh lá nè, rồi bên đây màu hồng. Tiếp theo, đó, quá trời đầm màu tím luôn nha, chị sưu tầm á. Rồi đây là màu xanh dương nữa nè, đầy đủ hết luôn nha, từ những chiếc đầm nhỏ nhỏ xinh cho tới những chiếc đầm to cùng màu, đó, rất là đẹp luôn. Sưu tầm lại như vậy á, rất là tiện nha. Rồi bên đây đủ màu, như vậy các bạn có thấy đúng không, có những chiếc đầm rất là siêu to khổng lồ và những chiếc đầm tí hon, đó, rất là đẹp. Đó, nhiều chưa, rất là nhiều đúng không nào. Đây nữa nè, đó. Trời ơi,
các bạn biết không, để như vậy thì mình sợ nó bị chóc ra, chị phải lấy miếng băng keo này chị dán lên như thế này để cho nó không có bị bay đi nha các bạn. Mình lập như vậy nè, nó rất là tiện luôn đó. Còn cái trang này là chị phối luôn nè, cài tóc, váy và giày đi chung với nhau, nó rất là xinh luôn đúng không? Đây các bạn có nhìn rõ không đó, chị cho các bạn xem lại nha. Chị đã sắp xếp lại hết 2 tiếng đồng hồ thu gom lại những cái sticker, nhưng mà các em thì chỉ xem trong vòng có vài phút thôi đúng không? Đây, những chiếc đầm được xếp rất là ngang ngắn theo kích cỡ của nó, to theo to và nhỏ theo nhỏ nè đó. Bây giờ chị mới hiểu ra cái cách sắp như thế này rất là hay luôn á, các bạn có thể sắp theo như thế này nha, vừa quần áo vừa giày vừa phụ kiện đi chung luôn nè đó, nhìn nó rất là đẹp ha. Đây đó, đủ kiểu hết ha. Bây giờ mới thấy những cái đồ tí hon nó dễ thương dễ sợ nha. Đây đồ lớn rồi, đồ tí hon gì tùm lum hết luôn á các bạn, nhiều ơi là nhiều nha. Đó, nguyên một cái cuốn này nha. Đây các bạn xem, đồ tí hon và đồ lớn cũng rất là đẹp, nhưng mà không biết là sẽ tặng cho ai cái quyển này đây. Và đây á là chỉ có là quần áo thôi nha các bạn. Và các bạn biết không, còn nữa đó mà chị xếp không nổi nữa, chắc là chị sẽ xếp sau, tức là chị sẽ xếp tất cả những cái nè, nón rồi quần áo, phụ kiện, nước hoa, cài tóc nơ, rồi bông hoa nữa nè, còn rất là nhiều luôn nè đó. Chị sẽ xếp ở những trang sau, và nếu như ai mà gặp chị thì chắc chị sẽ tặng đó. Còn video thì đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích cái quyển sticker đen này của chị nha. Nếu thích thì đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện để chúng ta cùng theo dõi những video, những cái cách sắp xếp sticker tiếp theo của chị ha. Đó, muốn mua quyển sổ đen này cho những cái bộ váy nổi bật lên thì các bạn liên hệ với shop FGD nha. Số điện thoại 0937899707 để đặt hàng và mua những cái sticker này nữa nè. Các bạn đừng có vứt nha, rất là lãng phí luôn. Chúng ta hãy xếp gọn nó lại đó để thành bộ sưu tập thời trang đó. Yêu các bạn nhiều, hẹn gặp lại ở video sau.